Đỗ Anh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 24 tháng 12 năm 2016, video clip về Đỗ Anh Luân xin trân trọng giới thiệu chiếc bàn thờ gỗ vụ. Kích thước là 1m97, rộng 1m27 và cao 1m27, là từ dưới mặt đất đến chỗ đỉnh đỉnh cấp thứ hai là cao 1m27 và cái cấp thứ nhất là cao 1m07. Bàn thờ gỗ vụ này là mẫu triện tàu là dắt đục Phúc Thọ. Phúc Thọ cài hoa mai. Và mỗi chiếc bàn thờ này đã được đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi sản xuất theo đơn đặt hàng của một khách hàng ở tại thành phố Hải Phòng. Bàn thờ này có kích thước là chân vuông 12, được làm chất liệu gỗ vụ mật, toàn bộ là gỗ vụ mật hết. Đã được hoàn thiện bánh giáp sạch sẽ, chúng tôi đang để mộc cho khách hàng nghiệm thu xong chúng tôi sẽ hoàn thiện bánh vác ly trần. Các khách có nhu cầu mua hàng hoặc là đặt hàng hãy liên hệ trực tiếp với đồ gỗ Thanh Luân tại hai cơ sở. Tại Hà Nội là khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, và tại Hải Phòng là số nhà 71 và 73, phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Đỗ Thanh Luân chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu của quý khách, theo kích thước, rồi là theo chủng loại gỗ, rồi là theo mẫu mã rất là đa dạng. Quý vị có nhu cầu mua hàng hoặc là muốn quan tâm sản phẩm thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Hoặc quý khách có thể nhắn tin qua Zalo, Viber, Tango hoặc là Facebook là đồ gỗ Thanh Luân. Chiếc bàn thờ này là chúng tôi làm cái mặt bên trên là ván dày 1,5 phân, rất toàn bộ là bên trong ngoài như nhau, thang rất là dày, chúng tôi sẽ tiện máy tôi quay luôn cả bên trong cho các khách xem. Đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi là sản xuất là những cái bàn thờ này thì quý vị không phải suy nghĩ về cái độ dày mỏng, rất là yên tâm, toàn bộ thang là rất là dày và đều, gầm những thang rất là dày, thang rất to và dày, không bao giờ bị võng. Rất nhiều nhà mua bàn thờ về nó bị võng, đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi sản xuất rất là cẩn thận, không bao giờ bị võng. Quý vị có thể để bộ đỉnh đồng lư hương rất nặng lên cũng không bao giờ sợ võng. Chúng tôi làm rất là chắc chắn và toàn bộ cái yếm cái dạ bên dưới này chúng tôi làm dày đủ 4 phân, không như cái hàng chợ ngoài thị trường dày có hơn 1-2 phân, và đục toàn bộ là đục CNC và chúng tôi sửa lại bằng tay rất là nét, các cái chuyện rất là vuông sắc nét. Các cái mẫu bàn thờ chúng tôi sản xuất liên tục. Alo, có gì ạ? Có một bộ 10 ghế. Bộ mang vào làm gì? 10 ghế. Bộ gì nhỉ? Hai bộ đấy quay cùng lúc lên. Bớt một cái bàn nhỏ. Ồ, thế thì nhầm rồi. View clip quý vị đang xem là chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở 2 đồ gỗ Thanh Luân, là số nhà 71 và 73, phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Ngoài các sản phẩm bàn thờ tam cấp, nhị cấp này ra thì chúng tôi còn rất nhiều các mẫu bàn thờ phổ thông khác. Trên màn hình quý vị đang xem đây là chúng tôi đang đội ngũ thợ chúng tôi đang hoàn thiện một số hàng để chuẩn bị trả khách tại thành phố Hải Phòng và Quảng Ninh. Đây chúng tôi đang cạo lạng chiếc giường chữ X gỗ vụ. Ở đây rát thì chúng tôi mài nước rất là cẩn thận. Kia chúng tôi đang tắm vôi chiếc lọ lục bình gỗ vụ có đường kính là cao 80 phân cho mọi khách hàng ở Hải Phòng, đục từ quý rất là đẹp. Đây chúng tôi đang tắm vôi đây. Đây là chiếc giường chữ X gỗ vụ đục diềm hồng. Hiện nay chúng tôi đang tấp nập hoàn thiện để chuẩn bị trao trả khách hàng một số mặt hàng. Alo, 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 vâng. Rồi ok, em xem xong em ok nhá, ok, vâng, vâng. Khách có nhu cầu quan tâm hãy liên hệ trực tiếp với đồ gỗ Thanh Luân, số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Xích nhỉ. Trên mình quý vị đang xem kia đang đội khách đang xem bộ trực kỷ của đồ gỗ Thanh Luân tại cơ sở 2. Đỗ Anh Luân xin kính chào quý khách và xin hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.
Ở cái mẫu bàn thờ này chúng tôi cũng quay rất là nhiều rồi, rất là nhiều mẫu này chúng tôi làm rồi. Thế nhưng bây giờ tôi chỉ quay phớt qua nha để cho cái khách có thể xem là qua, vì cái đường nét này bàn thờ nó cũng rất là đơn giản, đục chạm nó ít chi tiết. Và toàn bộ cái chân dưới chúng đục chân guột xoáy nên rất là mềm trông rất là đẹp. Và giữa đây là đục cuốn thư cài ba chữ là Phúc Lộc Thọ ở giữa. Và đây là cây mai cài thọ. Và xung quanh bên trên là chúng tôi cũng đục ba chữ Phúc Lộc Thọ ở bên trên. Bàn thờ này gọi là bàn thờ nhị cấp quốc vụ. Và bên cạnh này cũng đục, và chúng tôi làm thêm một cái đợt bên dưới rất là tiện để các cái đồ lặt vặt rất là tiện. Đỗ anh xin kính chào khách và xin hẹn gặp lại khách trong những video clip sau.